Những ngày qua, hàng ngàn đòn bánh tét và hàng trăm chiếc bánh ít của người dân Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã được gửi tặng đến các cán bộ chiến sĩ tại tuyến biên giới Tây Nam đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Vừa qua, người dân xóm Cồn Sơn đã gói 800 đòn bánh tét, 400 bánh ít và vận động mạnh thường quân 1.000 gói bún tươi, 200 bánh tét gửi tặng chiến sĩ biên phòng đang đóng quân dã chiến làm nhiệm vụ chống dịch tại biên giới. Được biết, đây là đợt thứ hai người dân Cồn Sơn gói bánh tét tặng cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Trước đó, người dân nơi đây đã gói hơn 100 bánh tét, hái rau, bắt cá, gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung trường quân sự thành phố Cần Thơ. Không những vậy, các tập thể và cá nhân đã trao tặng quà trực tiếp ở các chốt dã chiến thuộc Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng hai tỉnh là An Giang và Kiên Giang, mỗi tỉnh gồm 3.000 khẩu trang, 10 máy đo thân nhiệt, 50 thùng mì gói, 50 lá cờ Tổ quốc. Đó là tấm lòng của người dân Cồn Sơn nói riêng và người dân Cần Thơ nói chung với mong muốn, động viên, cổ vũ dành cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới. Công việc tất bật nhưng ẩn chứa trong đó là niềm vui đồng hành, chia sẻ cùng chiến sĩ đang đóng quân dã chiến, phòng dịch ngoài biên giới.